Sở thích của con người luôn là một thứ gì đó khó nắm bắt và đôi khi kỳ quặc đến không ngờ. Ở Nhật Bản có một người đàn ông đã chi ra hơn 350 triệu để có thể hóa thân thành một chú chó. Đó là Toko, nhân vật chính trong câu chuyện này cho biết. Anh đã thực hiện được mong ước cả đời mình là trở thành động vật bốn chân sau khi chi 2 triệu yên hơn 350 triệu Việt Nam đồng cho một bộ đồ hóa trang thành chó. Toko, nhân vật chính trong câu chuyện này cho biết, anh đã thực hiện được mong ước cả đời mình là trở thành động vật bốn chân sau khi chi 2 triệu yên hơn 350 triệu Việt Nam đồng cho một bộ đồ hóa trang thành chó. Ngay từ khi còn là một đứa trẻ nhỏ, tôi đã muốn trở thành một con vật. Tôi nghĩ rằng đó là một mong muốn chuyển đổi, Toko chia sẻ. Mặc dù hiện tại, anh đã thực hiện được mong ước bấy lâu của mình, nhưng Toko chỉ mặc bộ trang phục này vào những dịp đặc biệt và giữ kín bí mật này với bạn bè và đồng nghiệp, vì anh sợ rằng mọi người sẽ nghĩ mình là một kẻ kỳ lạ.